theo dõi cái chú Trí ở Tây Ninh đó. Dạ. Sao mà cô nhìn thấy giống chú gà ở Biên Hòa Tây Ninh là tìm người thân chú người rừng ở trung tâm đó con? Dạ, người chú gà ở Biên Hòa hả cô? Là cô nhìn thấy là giống thịt cái chú Trí ở Tây Ninh đó. Dạ. Là chú Trí chú ngồi chú kể chuyện với Ngô Ân là chú nói là chú hồi đó chú có đi bộ đội đó con. Dạ. Nên là ông lang thang ông bị tâm thần. Hai nữa là đó cô nghe là nói chuyện với cháu Phúc hay là cháu Ngôn hay là cháu Tính gì đó là nói là chú có vợ rồi chú bị bệnh đó rồi chú đi lang thang mà nghe nói người ta nói là chú đi gặp ở Tây Ninh Biên Hòa. Tây Ninh là tức là cô nhìn cô thấy là chú có cái biểu hiện là chú tu đó. Dạ. Chưa là chú ra ngoài nắng là chú nhìn mặt trời đó là chú đọc kinh đó nghe con. Dạ đúng rồi, chú cứ đứng ở ngoài trời mà cứ nhìn lên trời là cứ mấy tiếng đồng hồ như vậy đó cô. Ngày nào cũng như vậy. Dạ. Là đó là chú đứng ngoài trời chú đọc kinh là kinh cái là cao đài bởi vì cô là có người bên bà và chồng cô là đạo cao đài đó. Dạ vâng ạ. Là nên là cô hiểu. Dạ. 12 giờ là chưa là ra ngoài đường đó là đọc kinh là tức là thầy đạo cao đài là người ta thờ nó là mặt trời con mắt đó là tức là trời đó. Dạ. Đạo cao đài có con mắt với trời đó tức là đạo đó. Dạ. Nên là 12 giờ trưa ông ra ngoài đường là ông nhìn đó là ông nhìn tổ đó Phật tổ trên trời đó. Dạ. Nó nghĩ hai nữa là chú nhà chú kể chuyện là anh của chú hồi đó sao nó mà Ngô Ân nó tìm hiểu là Y An bởi vậy đó ở ngoài Bình Định anh vô nhìn cũng không phải mà ở Bình Dương cũng không phải luôn bởi người ta mới bỏ bê người ta mới không nhận đó. Dạ hoàn cảnh của chú thì cũng tội nghiệp lắm như mọi người ở đó kể là cô, cũng 7 năm rồi đó cô ạ. Ông ở đó lâu lắm rồi đó ông. Dạ. Ở đó lâu lắm rồi người ta nó mình cô theo dõi thấy tội nghiệp. Cô thấy Phúc nè, Thiện nè, Ngôn nè đi lên đó là dạ đó là gặp đó rồi ấy dụ như Phúc với Thiện đó là với ở đó người ta hớt đất rồi ta tắm rửa cho ông Phúc có thằng Ân với thằng Thiện á. Dạ. Tắm rửa cho ông đó cô theo dõi dữ dằn cô thương quá. Dạ dạ hôm bữa thì bây giờ cô dạ. Nói với con dạ cô không có chia sẻ được cô già lắm rồi cô không có chia sẻ được cô chỉ điện thôi. Dạ. Cô tầm điện thoại mấy con đó. Dạ. Đó con đặng cô điện cô nói giờ con có biết cái chú gà ở đâu không ở Biên Hòa Tây Ninh đó ở Biên Hòa Nha Trang đó con biết cái số điện thoại cái chú gà đó cô nói với con là điện cái chú đó vô nhìn coi phải anh ruột không. Dạ. Cô thấy là cái chú đó là giống chú gà y gan luôn đó. Dạ, chú Nga ở ngoài Nha Trang đúng không cô? Ở ngoài. Chú Nga Nha Trang một lần vô là tìm chú người rừng đó. Dạ. Alo. Dạ, dạ, dạ. Chú người rừng đó là không có phải là dòng họ của chú Nga đâu. Ổng là người Miên mà làm sao giống được. Mà như cô nghe cái chú ở Tây Ninh đó nói chuyện y gan như chú Nga đó. Dạ. Ông không có chăm mình mà ông nói chuyện như gan chú gà có người Biên Hòa nè nói chuyện như người Bắc thì điều nó cứng một chút vậy đó. Dạ. Nếu mà cô thì cô không biết chia sẻ, cô không biết đưa hình, cô già rồi cô không biết, cô chỉ điện thoại thôi. Mà thấy cô thương cái chú Trí đó quá trời mà. Dạ, chú thì dạ nhiều người thương lắm cô ạ. Nói chung là cái hoàn cảnh của chú thì bây giờ cũng có rất là nhiều người có ý định là giống như là xác định chú là người thân đó, muốn nhận là người thân đó, thì bọn con bây giờ cũng đang cố gắng để tìm hiểu cái câu chuyện của chú rồi mong là sẽ tìm đúng người thân cho chú. Dạ. Bây giờ con thì biết cái số của chú gà không hỏi Tính rồi đó với thằng Phúc rồi đó hỏi có biết rồi kêu chú gà vô một tiếng đi nhìn tử coi sao rồi lên thành cho cô thấy đi
Dạ rồi Tại vì cô không có biết chia sẻ hình áo gì, cô chỉ biết điện thoại cho con thôi. dạ thì Dạ, cô thấy dạ bọn con cũng đang theo tiếp cái hành trình để coi mong là sắp sắp nhận được người thân cho chú á, thì cô cứ theo dõi có gì thì mới thì bọn con sẽ đăng lên cô nhé. thì Dạ đăng rồi lên cho cô thấy nha con. dạ rồi Cô con chồng cháu dạ làm từ thiện gì, cô cũng chúc cho các cháu là được nhiều may mắn, có sức khỏe để mình đi tìm hiểu mấy người vậy đó là để làm phúc. dạ Cô cũng là mừng lắm. dạ Cô con vâng con cảm ơn cô rất là nhiều, con cũng cô có nhiều sức khỏe nhá để theo tiếp với hành trình của bọn con. Dạ thực ra có khi bọn con làm những công việc này có những người lớn như bọn cô luôn động viên thì chung bọn con cũng cũng rất là vui và dạ Cô cũng tìm hiểu tỉnh Hậu Giang nè, rồi Châu Ngôn nè, cháu Thành Phúc nè, rồi con nè, dạ rồi Minh Thiện nè, đó là cô tìm hiểu dữ dằn mấy cái tốt đó đó, dạ rồi vâng tìm chú rồi rồi ở trung tâm đó, dạ chú tìm hiểu dữ dằn luôn đó, rồi giờ tới cái chú ký ở Tây Ninh nữa, cô mở điện thoại cô coi thuốc cho luôn nha. dạ dạ thì Nhiều khi thì cô con cũng bệnh lắm, dạ cô bệnh cô mổ tim nè, cô mổ giò nè, bây giờ cô mổ khớp ở Chợ Rẫy, cô mới về dưới quê là mới có mấy bữa nay à. dạ Cô cũng sống một mình nha con ơi, con chồng con mất lâu rồi, con thì nghèo khổ ở xa, cô sống có một mình dạ ở đậu với người ta mà cô thấy hoàn cảnh người ta còn còn đáng thương hơn cô nữa, bởi vì cô xem mấy cái này cô thương người thất lạc, mình thì có nhà có cửa ở, còn mấy chú lang thang thì sống ngoài đường ngoài xô ngoài trái thì thấy thương dạ quá. dạ Thôi vậy nghe dạ con con là nói với chú Ngà coi vô tìm một một chuyến đi, dạ mình có phải đúng anh mình nó ổng nói ổng đi bộ đội đó, ổng dạ có đi bộ đội nữa, dạ rồi là cái chú đó cô là ổng không không có phải là bốn mấy tuổi đâu, ổng từ năm mươi mấy 60 tuổi đó, ông đó đó mình nhìn nhìn gương mặt ổng đó. dạ rồi cô cố gắng giữ gìn sức khỏe cô nhá. Cảm ơn con, nếu có dạ cái gì con lên đi cúp cho cô đẹp đi dạ nha. dạ con sẽ tìm hiểu cái chỗ cái người 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 mà cô vừa nói tên đó thì con sẽ cố gắng liên hệ xem nếu mà tìm được người nhà cho chú thì tốt quá. Dạ Là chú Gà đó, chú Gà ở Biên Hòa, Biên Hòa Nha Trang đó con, thì đó vô thăm với chú Tuấn rồi vô mà thăm đằng mà lấy kết quả đó, chú Gà ngoài Nha Trang đó. dạ 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 Con cháu biết mà, dạ 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 con bọn con sẽ nói với chú vô một dạ tiếng đi, vô Tây Ninh đi đang gặp với chú người gần ở Tây Ninh đi, đúng là phải người anh của mình thì rước anh mình về. dạ vâng ạ dạ con cảm ơn cô nhé. Thôi nha con. Dạ con chào cô ạ. Dạ cảm ơn con. Dạ dạ